Ông nội. Nó hất lên của tôi, nó làm clip đi bơi cho anh em coi bằng chứng nè. Rõ ràng nó chuẩn bị hết đồ bơi rồi đó anh em. Bữa nay qua clip gì đây? Đi bơi. Không, hôm nay sẽ không đi bơi nữa, tao đổi hướng lại rồi. Đáng lời tụi bay hôm nay không có đi bơi đâu. Tao biết rồi, bay ai biểu tụi bay ngu. Hôm nay sẽ không đi bơi, tôi sẽ dẫn chị bò qua với anh của tôi. Tôi đạp, sẽ đạp lên Tây Ninh. Hôm ấy đi bơi đi tụi bay. Ok anh em, để mà kiếm bơi vô hết đây. Rồi đi về đây, bữa khác đi bơi tiếp. Thôi bắt. Ok đây, tụi nó về hết rồi. Thôi đi bơi tụi bay. Cùng mà cái thử thách là đi, là sẽ đạp lên Tây Ninh, là phải đi. Thời trai trẻ nghĩ là làm liền, phải làm thôi. Ôi tao không thích đi Tây Ninh đâu, nắng nóng thích đi bơi à. Đạp xe đạp Tây Ninh mệt lắm. Thời trai trẻ đặt cái thử thách là phải làm liền, không có đi đợi. Làm luôn, làm liền, làm luôn, làm. Ok bữa nay đi Tây Ninh, còn tụi bay đi về, không có đi bơi gì hết á. Ok em, bây giờ sẽ kêu anh tôi dậy. Dậy cái ơi, dậy em, dậy dậy. Nó cũng dậy luôn, để tôi. Ê à, tụi mình quay thôi, khỏi kêu anh tôi, đi thôi. Mà quay gì vậy trời? Chú quay clip gì hả? Đạp xe đạp lên Tây Ninh. Tôi đã năn nỉ được anh tôi. Tuổi trẻ là một lần, trải nghiệm một lần cho biết. Xe đạp ra Tây Ninh là làm gì nữa? Đạp xe đạp cái Tây Ninh sao? Bỏ xe đạp ở đó, leo lên đỉnh núi 1000 bậc đi cúng trên chùa lên đó. Điên hả? 1000 bậc lên. Xe cậu ra nè. Nãy tao nói rồi, giới thiệu rồi, sao mày khổ bây giờ đi xe đạp? Hỏi hỏi gì? Xe đạp đâu đi ba? Ở đi à? Ai biết? Nhà anh nào có xe đạp? Không có. Ai biết? Nhà anh có xe gì? Nhà tôi có nhiều xe lắm, bây giờ tôi sẽ lấy xe ra cho anh em chọn. Đi thôi, đưa nhà tôi lấy xe thôi. Nhiều xe lắm. Xe đâu? Xe đây. Xe này mày đạp tới tết luôn cũng tới hả? Rồi xe tao đâu? Nhà tao có nhiều xe, tao đem ra hết rồi. Miễn là có bánh xe là tao đem ra thôi. À ừ rồi, xe tao đâu? Bị điên hả? Méo xe mẹ rồi. À của ông ngoại tao đó. Ok anh em, mình kiếm được xe rồi. Bây giờ là 5 giờ sáng, bình minh rồi anh em. Bây giờ quay nó sẽ đến cái xe đạp mình kiếm được. Xe gì mà không có thắng ba? Sao chạy? Xe này không có thắng anh em ơi. Ra đường quốc lộ, xe tông chết mẹ. Là chiếc xe này, để tao thắng cho mày coi. Tao biết giải thích sao đó, để tao thắng cho mày coi. Nè mày không biết thắng gì hết. Xe này khó thắng lắm mày ơi. Vậy cuối cùng vậy nè, bốn đứa có một chiếc xe đạp, nên cuối cùng tụi mình đi bộ. Cái lộn rất là nhiều, đi đường nguy hiểm, còn có mình tôi đi và anh em. Để ta đi chỗ phụ mày nha. Để tao làm bất tư tụi nó hết rồi anh em ơi. Đường nhắn tanh lắm. Đạp chưa đầy 2 cây số rồi, tay chân quá anh em ơi. Bây giờ tôi quẹo lên kia. Qua cái đường nó quẹo phải là đường quốc lộ rồi anh em. Là tôi hỏi chú sửa xe. Cái xe này nếu như là đi bộ luôn anh em, ra tới quốc lộ rồi 2 km rồi phải chạy về. Đi không nổi nữa cũng rời rồi. Về phải đổi xe mới. Đổi cái xe của ngoại tôi. Hôm qua ngoại tôi không cho mượn. Về tới nhà cũng hên quá, 2 km. Khóa cửa đi hết rồi. Khóa cửa đi hết rồi. Ok anh em, tôi mượn được xe ngoại tôi rồi. Xe ngoại tôi đạp đỡ mỗi chân cái xe này, còn anh tính hơn xe này nữa. Tôi quyết định thay đôi giày phù hợp với chiếc xe đạp của ngoại tôi. Vậy bây giờ phải đạp ra lại quốc lộ, quay cái Vipo đang đợi ngoại. Quay phải là cái quốc lộ nha anh em. Bây giờ đến Tây Ninh còn khoảng 80 đến 100 cây số. 81 km. Đổ em 50 ngàn xăng anh ơi. Bây giờ uống nước mía là địa điểm nổi tiếng nhất Củ Chi.
đó là tới thị trấn Trảng Bàng anh em. Ủa màn lầy tivi rồi. Đang quay, đang quay. Không sao hết, không sao hết. Không sao ơi. Không sao quần què. Cái chó này có hết được ba. Đóng cứ chó này tôi nằm ra là của con này nè. Tôi đè bẹp cứ chó đó, nó thông tha tôi anh em ơi. Còn một tiếng 7 phút là tới núi rồi anh em. Nghỉ mệt xíu thôi. Chạy xe đạp mà xình nó bắn nè anh em. Bây giờ mình sẽ cho anh chị Vivo. Quẩy gì đây? Ok, mình đã đạp xe đạp đến núi Tây Ninh rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn chị Vivo vô nhà nghỉ. Quá ướt gì có mấy nước đi uống. Khát nước quá không có nước đi uống. Mưa mẹ rồi. Cùng thì tụi mình cũng tới gần núi rồi mấy bạn ơi. Yeah. Quang xí. Gần tới rồi, quỷ lầy tivi đâu rồi? Tivi đâu? Ủa xe nó đây, lầy tivi đâu rồi? Chỗ má dưới đây là ba. Ờ đấy. Bị sao vậy? Ủa. Cái lỗi gì em ba? Tới rồi này ơi, tụi mình sẽ chinh phục cái đỉnh núi này. Sáng tụi mình thức dậy, 7 giờ bắt đầu đi. Tới đây là 5 giờ chiều. 12 tiếng à. Tôi 100 bậc rồi anh em. Anh tôi mệt quá rồi anh em ơi. Anh em có phước cùng hưởng, có quà cùng chia. Dù mệt cũng cổng nó lên đây hiểu không? Có chỗ rồi kìa. Anh em của mày vậy đó hả? Mày kiếm cho thằng chóng mày ngồi đi. Cũng lên cao lắm rồi anh em. Gần tới anh em cũng hơi mệt quá. Chị bo đâu rồi? Mày thấy cái chấm đen nhỏ xíu đằng kia không? Sắp tới chùa rồi anh em. Cuối cùng gần 6 giờ rồi tụi tôi cũng tới. Chị Bo tới rồi anh em. Lên đỉnh núi, nước kiếm lắm. Ở chị Bo quá anh em. À còn lon nước, cho chị Bo miếng nước đi. Lên đỉnh núi khó kiếm nước lắm. Nè uống miếng cho đỡ mệt. Toàn đã hết vô rồi. Cái lon này hết rồi, bây giờ mình sẽ quăng đi thùng rác. Cái thùng rác đó thấy không? Của tao lộn rồi.